Chế phẩm sinh học từ tỏi dùng cho tôm nuôi được anh Tân phối chế qua hai công đoạn. Đầu tiên là tạo ra chế phẩm sinh học EM5 từ EM gốc. Thành phần gồm EM gốc, giấm, rượu trắng và rỉ mật. Tỷ lệ phối trộn là 1 lít EM gốc với lại 1 lít rượu, với 2 lít rượu, 2 lít rượu, 1 lít giấm và 1 lít mật. Sau đó thì ta cho vào bình có nắp đậy ủ kín yếm khí trong 3 ngày thì sẽ tạo thành 5 lít EM5. Sau khi đã có dung dịch chế phẩm sinh học EM5, anh Tân tiếp tục pha chế thành EM tỏi. Nguyên liệu gồm 1 lít EM5, 1 kg tỏi, 8 lít nước. Trước tiên, cần rửa sạch, bóc tỏi và giã nhỏ. Tiếp đó, phối trộn các nguyên liệu với nhau, cho vào thùng, đậy kín và ủ trong vòng 24 tiếng. Khi mà đã ngâm ủ thì ta phải giữ kín, không để cho oxy xâm nhập. Tức là nó sẽ lên men tốt trong điều kiện kỵ khí. Vì thế là các cái nắp can là mình nắp thật chặt. Thật chặt thì thế men nó mới chuyển hóa và thẩm thấu tốt. Dung dịch chế phẩm sinh học EM tỏi cuối cùng có màu nâu, thơm mùi mật, rượu và giấm. Tuy nhiên, nếu trong quá trình pha chế, bà con pha sai tỷ lệ hoặc ủ không kín, có thể sản phẩm sẽ bị hỏng. Đấy, tức là nên ủ trong điều kiện kỵ khí, điều kiện không oxy thì nó tạo thành cái sản phẩm thơm. Đấy, còn khi mà nó tạo thành bọt và có màu trắng, sữa thì đấy là sản phẩm đã không đạt. Dung dịch chế phẩm sinh học từ tỏi có thể thay thế kháng sinh giúp tôm phòng được các bệnh về đường ruột, bệnh phấn trắng, bệnh gan tụy. Anh Tân thường trộn vào thức ăn trước khi cho tôm dùng trong suốt quá trình nuôi. Khi trộn với thức ăn của tôm ấy, thì ta trộn với liều lượng là từ 1 cân cho khoảng 10 kg thức ăn, tức là khoảng 10%. Trộn thì ta trộn đều cho nó ngấm vào thức ăn tôm. Sau đó để trong khoảng thời gian khoảng 15 đến 20 phút thì cái độ ngấm của cái chế phẩm sinh học và thức ăn nó được tốt, được thẩm thấu tốt, đồng thời là nó không quá dài để làm phân rã thức ăn gây ô nhiễm môi trường. Chế phẩm sinh học từ tỏi có thể sử dụng trong thời gian từ 5 đến 6 tháng. Tuy nhiên, để bảo quản tốt, anh Tân lưu ý cần đậy kín nắp và để chế phẩm trong khu vực râm mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.